là nó đi thì được, mặc là hai vợ chồng nó đi, chồng nó đi là gì? Mà đồ còn vác chứ. Còn có mang giỏ mang đồ luôn không con? Mang cánh chiếu mệt. Đây sang mình đứng ngoài nhá. Kia. Nóng quá, nó bụi bớt, nóng quá. Đấy, trên đường có bao nhiêu người nữa? Chơi đi. Hello.
xe này vô tại nó lẹ. Xe nè chờ làm gì bắt đầu đi. Bật lên đầu á. Tại vì mình chắc quà lên sau cùng mà đúng không? Ở trên cái trên nó nếu mà mình được qua đường mà ok mình có thể chắc được ít ha. Lên đứng đây nè, ngay đây nè. Đấy anh truyền cho. Bước này tôi đi rồi em còn dưới đó bỏ bọc ra, bỏ bọc vô đi thì chết hồn nữa, cái này chết hồn thì chết em coi em chạm làm gì hết. Bay bị đồn nó sao từ bay đồn nè, đúng là biết đúng không sai, nó biết thời trang nữ chứ chứ đâu mà nó tròn thiệt mà nó nằm thôi rồi nhìn thấy tròn chưa được không lên đây rồi lên chuyển ra bắt đầu chuyển rồi chuyển một sữa. Từ chầm thôi mọi người. Ủa vậy nãy tại vì có hai cái bịch nào cũng có sữa đâu. Hết rồi. Hết đấy. Để giờ thay thôi. Các bạn ngưng truyền. Rồi truyền. Em truyền em bị lỗi. Bắt truyền, bắt truyền. Hoặc là đẩy bớt xuống dưới chân đi cũng được. À trên. Đi xét đang đi xét đang đi xét. Đây nè. Trên này cũng dát được ít có quà nè. Lên rồi đi, lên. Lên về, lên về cho đây. Cho mấy người cho nó từ xếp tại vì mấy người nó không đếm. Đợi để một bên hông đi để chứ. Không, mình trắng không đếm em. Mình trắng không đếm. Để nó bên hông. Mình trắng không đếm. Nhưng mà đang bị ứ mà. Cái tại kìa mình chất ở đây nha, đây xuống cái lon mà. Rồi, lên ngồi đi, tiếp tục. Lên. Em không biết nữa. Rồi bây giờ còn rước ai nè? Anh chỉ biết là rước ai đứng đường. Ai đứng đường đâu? Nhất là già. Hạnh Tâm Ca. Ừ, Tâm Ca nghi. Con loa. Con tay loa chưa bạn? Thôi. Đúng. Nãy giờ chắc đồ lên xe bây giờ 7 giờ là xuất phát ra khỏi công ty rồi ha. Lúc mình lấy nhớ. Phải nhận hiếu đi. Nhận hiếu rồi. Tâm An hay gì? Tâm An hay gì? Hạnh Yến đang đâu? Hạnh với Yến. Hạnh với Yến. Yến. Còn Hạnh. Em nhắn rồi. Nó thấy chưa? Còn Hạnh còn Yến đó. Chương trình phát bánh mì bắt đầu. Ủa gì hiếu? Đây phát cho 200 luôn. Ghê không, ghê không? Hết tâm luôn. Lùn, lấy bánh mì cho con em luôn nha, lùn ơi. Thôi em nè bé. Chị em nói cho cứu lên luôn nha. Rồi. 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 Rồi chị đó đi. Lại lên đi xuống nữa. Cô làm nước mắm ăn gì cô? Làm nước mắm ăn gì vậy? Mọi người kêu làm đi ăn mà không biết ăn cái gì luôn. Ở tưởng có bún nên làm nước mắm. Qua bún lên cho nó tắt lửa. Không biết mọi người kêu làm nước mắm. Đây đúng đây. Mọi người kêu làm gặp cái quạt nhỏ lại. Gặp cái quạt. Ơi, con cuốn lên là nghe kệ kệ. Tô đâu? Cái này là mình đi du lịch đó đúng không anh? Rồi em kiếm được phần nói hàng tử của em chưa? Lên trên mấy trang mạng nhiều lắm á. Bạch mã hoàng tử hả? Giờ thời đại này rồi ai kiếm bạch mã hoàng tử em? Chỉ mấy thằng mặc đồ đỏ đỏ thôi anh. Thôi ra cuối cùng anh. Anh đó anh á. Anh mua ở đâu quà đó vậy đó. Ừ. Nếu mà quà đó luôn thì đồ ăn ở đó luôn. Cùng bữa nhà đóng đâu em tới đóng luôn nè. Sai luôn đóng đâu. Ăn một cái ngon luôn mát. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đường có ghế đỏ ngồi cho học sinh. Đúng, và vậy nên mình đâu rồi nè. Đã thôi đi, tự thôi. Ai?
muốn ăn muốn này được không? Được. Đây là nguyên bịch muỗng nè. Đâu rồi, Thái đâu rồi? Rồi. Đừng có múc vậy. Muốn sạch. Cái khẩu rồi con. Nhưng mà không được vậy. Sạch không sao mà. Khi em cố gắng lắm rồi. Ở đây mình đi làm chương trình chứ mình đâu có đi chơi, mình đâu có đi vòng. Uống này uống Coca nha. Rồi, không ăn cho tất cả mọi người một chén pháo tay. Gần một giờ sáng chưa ăn xong. Đổ hay đi kiếm đồ ăn nhất. Không, và chú ba trà cú. Và cũng không quên là cảm ơn chị Thủy đã hỗ trợ là cắt hành, cắt ớt rồi làm nước mắm. Rồi vỗ tay. Trời ơi, cắt hành rồi cũng kêu nó vậy, người rửa rau đi. Cảm ơn người rửa rau đi. Cảm ơn cái này. Rồi vỗ tay cho anh Tiến. Là đúng người là soi đèn pin rửa rau. Anh Tuấn, còn chú ba không nữa. À, ăn xong rồi rồi. Nè ý này sao? Cháo luôn á. Mới múc cháo luôn á. Ủa anh Phi đâu? Tô em đổ múc miếng cháo đó nè. Em dưới răng nè. Để mình chạy đến răng đi kiếm chỗ này đi về em tổ ăn đúng. Mình phỏng vấn bác đầu bếp, bác đang làm món gì vậy bác? Để em nấu nước, để nấu thịt, để nấu mì cho mấy bé ăn. Cho tụi em á hả? Mấy đứa là tụi em á hả? Dạ. Cảm ơn anh, cảm ơn bác đầu bếp nha. Tắt đèn rồi, giờ bự rất vui rồi đây. Đó, đèn lên, đi chập dây điện chút xíu. Đang làm thịt nè. Ô, bỏ vô kia, cái nấu luôn đi, bỏ cần kia. Hình như mình có cái giá lưới. Này không có. Đây là cái giá lưới hồi nãy nó có chút xíu là. Vậy hả? Cái đó là để nó ấy hộp tắt hộp bộ. Ừ. Bỏ nãy còn cứ lấy.